Vâng, vậy là chúng ta sẽ đến trận đấu tiếp theo. Egypt. Vâng, vậy là cái map đầu có ba con này giết thì chúng ta cầm một con, chúng ta cầm hai con cơ. Chúng ta đã có một chém tuyệt Persian trong tay kim thủ, mà nhìn đây là bãi quả xi măng, thấy ngay bầy yêu đầu bốn con, gỗ đầu rất gần. Đây là máy kim thủ không cầm Persian, bãi quả này cũng được ăn được 1, 2, 3, 4 cây, còn ba cây phía sau thì hy vọng. Vậy là nhầm anh em nhá. Vâng, em xin lỗi anh em, vậy là chúng ta là hai con này giết chứ không phải là cầm bơ, còn cứ nghĩ thắng. Bên kia là một pơ một Egypt, chúng ta là hai Egypt, hai con Egypt trong cái map này. Ô, xin chào anh Tùng Bách, chào anh Dương Tư nhé, chào anh Đức Long. Tôi đi mất fan, anh em vẫn còn là fan cứng cộng hai, em nhìn trên đây vẫn là fan cứng cộng hai. Đang đá bầy yêu, bầy yêu 5 con sẽ đi về nhà chính. Vâng, quân của Sky hiện tại vẫn đang tương đối chiều đấy. Hết sang min này, Etipa, Pan Summer bây giờ thành Brexit, nhưng quân của người ta tương đối dễ đánh. Cứ công cung tuyển, à một chém tuyển. Không, em chả biết là bên cái Facebook này có cho fan cứng kim cương không, em biết kim cương thì nghe nó không sao. Có thêm một bầy hồ xa đang cao bánh xe nhấn cung xi măng xi măng bầy hồ xa con con có đồ nhiều là sẽ cố gắng chém trong cái thời điểm này, hy vọng là cân này được con bơ của Yugi. Sao bảy tròn đi, 701 số 6 lấy 7 tròn với 22 đồng dân của Jeep là tốt rồi. Ô thì khả năng cao là cũng sẽ đủ thôi, không không có thành vấn đề nhiều mấy thì chúng ta sẽ dùng dựng lên. Mình sẽ điều kiện tiếp với tầm dí này. Gỗ đủ. Rồi, phải lên đường ngang với Yugi cầm Persian. Không thành vấn đề. 5 con nông dân đối với Egypt là đủ xong được 2 giờ rồi. Còn một con nông dân sẽ thiết kế đi. Chỗ này sẽ đánh ra xuống. Cát kẹo cái gì đó. Omas.
tắc, nâng giờ công cho đơn vị giò của mình. Hai cái là kỹ năng mấy ba. Thôi đấy. Vâng, đây đúng là dân của màu 6 game thủ he he người cầm Egypt trong trận đấu này. Cùng chết 3 dân. Vâng, bay bảo vệ nữa được con gò của Yugi và đây là những đơn vị độc dân vàng của game thủ Yugi. Nhà Yugi ở góc khu vực 5 giờ. Làm tạm cái bóng rổ không làm được, cay thật. Đấy mới là công giáp đi, đúng ngon. Đẻm con giò mới dành cho Yugi. Bằng đúng Persian khác cũng rất là được rồi. Tình huống mà khoáng. Nghe anh ấy không nhạt cả. Ăn xong bầy yêu này ra thì anh bẻ qua. Ôi, bắt đầu đấy. Chết, chết rồi, chết con giò thì nhau 1-1. Ây, úi dồi. Trời ơi, nghe nhanh thế rồi. Ờ, thiết kế lông dân ăn thêm cái bãi quải nữa. Vâng, đã có bánh xe và cố gắng ra một cây đủ. Một con phù chắc không còn nhiều phù đâu. Cùng cho xem là Xí Măng sẽ tìm ra dân tàn hoang của game thủ gì chỗ nào. Vâng, vâng, sở bí đến từ nghe. Út lại ra con giò nữa đây. Đây là 21 đến từ game thủ Hoàng Video. Bạn không khỏe, cố gắng ra thêm ruộng. Sắp được 2 con chân gọt thì đứng đầu. Wow, vậy là mang phù sang thủ. Vẫn chưa ăn được gì nhiều dân của người Yugi cả. Được 2-3 con lông dân thôi. Không biết ông Yugi quan hoang chỗ nào. Ê, để ý tân phù này. Phù được 2 con này thì ngon này. Không mất được con này. Đây là bãi quả hoàng và đây thì ba con cùng đờ đầu. Tớt đầu của cái thủ he đã được người đi đẩy rồi. Ăn hết dân của Yugi đi, không đủ gì chơi. Kê bãi quả. Kê cái bãi quả bây giờ. Đây là khu vực đây rồi. Không phải là khu vực đây rồi. Con lạc đà thì phải bắt đủ máu ra. Rất là đang rất cố gắng này, cảm ơn anh. Không xong nhà rồi, đây rồi, rất đông là ta. Cố gắng rất cố gắng hai mặt trận. Rất nhiều lạc đà Persia. Còn thì xì mang mất tương đối nhiều dân. Còn đây là máy dân của hình ta là chỉ là 33. Đúng cái bài yếu như vậy. Đây rồi, dân đây rồi, đây rồi. Ăn được 4 con dân. Tiếp tục là vẻ em thôi. Mày chỉ đánh được 3 bia. Đúng cái bài yếu như vậy. Xin được từ đây đó. 2/56 sẽ tiếp tục lở ra. Đây là 4 cái ruộng. Rất là đông. Rất đông. Ồ, con này là cái tôi xin lại. Nghe người đang đẩy con này đây. Con này khá là cao, bắt đầu lại ô vào ô. Chém thôi. Từng đây lạc đà là bắt thoải mái cho tôi xin lại. Xin lại là có tham lại là 30. Rất đông lạc đà. Rất đông lạc đà. Quá đông rồi,
Vẫn ra được hai đò. Nghĩ em rằng mình đây thì vừa bắt được tên này thôi. Thoải mái, còn đây là máy game thủ của mình. Tên này con đạt đà, nạc con đạt đà đến từ kim thủ như gì nó đông lạc đà. Ồ, vậy thì chúng ta phải đến chung kết rồi. Vâng, Yugi chấm thủ và ra quá nhiều lạc đà. Trong khi he người đã khung nhà xong, thế là tương đối kho.